Hello, hello, xin chào tất cả quý vị các bạn. Không hiểu sao cô Hằng, cô lại nói về thầy Tuệ như thế nhỉ? Tôi nhớ rằng là khi cô Hằng đi tù, đúng không? Thì thầy Minh Tuệ bắt đầu, thầy mới nổi tiếng trên các mạng xã hội và nổi tiếng khắp Việt Nam mình. Sau khi cô ra tù, không biết là ai nói cho cô Hằng nhỉ? Hay là có một thế lực nào đó nói gì cho cô Hằng nhỉ? Hay là ai đứng đằng sau cô Hằng để cô Hằng nói về thầy Minh Tuệ nhỉ? Tới ngày 20 tháng 10 tới này thì cô Hằng đang có buổi trách va nói về thầy Thích Minh Tuệ. Tôi không hiểu. Mà cô Hằng thì cũng thật cũng là idol của tôi trước thôi. Tôi rất hâm mộ cô Hằng. Và thầy Minh Tuệ cũng là một idol của những idol trong làng Phật giáo. Tôi rất khó hiểu nhỉ? Thật sự rất khó hiểu. Quan điểm cá nhân tôi đánh giá thì tôi khuyên cô Hằng là không nên nói nhiều. Nói dài thành nói dại cô ạ. Cô là người không thiếu thứ gì. Tiền bạc, danh vọng, tiền tài, mọi thứ cô không thiếu. Nhưng thầy Minh Tuệ lại ngược lại cô. Thầy Minh Tuệ có mỗi lời cơm điện đâu, không có gì cả. Đây, để cô xem này. Từ lúc thầy Minh Tuệ, thầy xuất hiện, thầy đã đánh bật tất cả ma tăng và mang rất nhiều những thứ quý giá truyền đạt cho cộng đồng về cuộc sống, về cách sống không lên sân si này, và đã cảm hóa được rất rất nhiều người. Cô xem, cháu cũng là idol của thầy Thích Minh Tuệ nha cô nha, và cháu cô cũng là idol của cháu thôi, nhưng mà cô nói về thầy Thích Minh Tuệ thì cô không lên đây. Cô nhìn thấy chưa, đó, thầy Thích Minh Tuệ là đấy, câu nói của thầy là: con đi tu là để cầu giải thoát. Hàng ngày con chỉ xin một bữa ăn. Con không nhận tiền của ai. Y áo con mặc là may từ vải con nhặt từ nghĩa địa ven đường thùng rác. Bình bát là con chế từ nồi cơm điện người ta cho con. Đời vô thường, sống nay chết mai đâu ai biết. Nên con phải sớm đi tu, nỡ mai con chết mất thân này thì con đâu còn cơ hội. Đấy, cô thấy với những cái vị chân tu chân chính như thầy Thích Minh Tuệ, tu khổ hạnh đầu đà, 13 hạnh đầu đà, thực sự ở Việt Nam hầu như ít ai làm được. Thầy đi tu như vậy và thầy đã giác ngộ, cảm hóa được rất nhiều người, thì theo cháu nghĩ thì cô Hằng không lên nói về thầy Minh Tuệ, không lên cô ạ. Cô có thể nói về tất cả chuyện khác thì cháu quan tâm, và thực sự là rất nhiều người Việt Nam không quan tâm đâu. Nhưng mà cô không nên nói về thầy Thích Minh Tuệ. Cô bảo cô cuốc không trượt phát nào thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ đã làm gì sai để cô cuốc, đúng không? Thầy Minh Tuệ không làm gì sai, chỉ có những người lợi dụng thầy Minh Tuệ làm sai thôi. Có những người lợi dụng kiếm từ lợi ích từ thầy Minh Tuệ thì là sai. Những người câu view, câu like trên các nền tảng là sai, lợi dụng thầy là sai, chứ thầy Minh Tuệ không sai. Thầy đi tu, thầy có xin tiền đâu, có cần tiền đâu, ai cho tiền thầy có lấy đâu. Thầy chỉ xin một bữa ăn và tu khổ hạnh mấy ai đầu đà như vậy, không phải ai cũng làm được đâu cô Hằng ạ. Cô xem được cái video này của cháu thì cháu nghĩ là cô lên không nên nói gì về thầy Minh Tuệ thì tốt hơn cô ạ. Người ta là một bậc chân tu chân chính, mình cũng phải, mình không tôn dương người ta thì thôi, thì kệ, coi như là cô không nói, nên nói người ta như vậy. Thực sự thầy Minh Tuệ thầy có sân si với ai đâu, đúng không? Ai nói gì chửi thầy thì thầy kệ, đúng không? Mà cô đang đứng ở trên đỉnh cao của danh vọng rồi thì cháu nghĩ cô là cô không nên nói những cái gì liên quan đến thầy Minh Tuệ thì tốt hơn. Thực sự là nghe được cái thông tin cô như vậy, cháu là một fan của cô mà cháu cảm thấy rất là buồn và khó hiểu. Tại sao cô lại nói về thầy Minh Tuệ như vậy? Mà thầy Minh Tuệ hiện tại đang được rất rất nhiều người dân Việt Nam mình kính nể. Thầy xuất hiện là thầy đã đánh tan rất nhiều ma tăng, rất nhiều người bị cảm hóa. Thực sự là không phải ai có một cái năng lượng như vậy đâu. Tất cả là nhiều người rất là quý cô và nhiều người cũng rất là ủng hộ thầy Minh Tuệ. Nhưng mà cô nói về thầy Minh Tuệ như vậy thì cháu nghĩ rằng là có rất nhiều fan đông đảo, người ta sẽ phản đánh trái chiều đấy. Nó sẽ ảnh hưởng tới một cái dư luận rất là lớn đấy cô ạ. Cho nên là quan điểm cá nhân của cháu nghĩ như như
như cháu cứ từng nói từ đầu video rồi, cô không nên nói dài, nói dai thành nói dại cô ạ. Cô mới đi tù về, cô cứ sống nốt phần đời còn lại sau ý nghĩa đi, đi làm từ thiện rồi lo cho công ty gia đình đi, còn cái việc xã hội thì cháu khuyên cô thì không nên nói cô ạ, thực sự đấy. Đó, đây cậu Thái Minh Tuệ đây, đó cô nhìn thấy chưa, là idol của những idol của cháu đấy cô ạ. Cảm ơn anh em đã lắng nghe cái video của tôi. Anh em nghĩ như thế nào về câu nói của cô Hằng sẽ cuốc Thầy Minh Tuệ vào có một buổi trích va ngày 20 tháng 10 tới này? Anh em hãy comment ở phía dưới, cô Hằng nói sai và nói dại, ấn phím 1 nhé, ấn phím 1 để đồng tình. Cô Hằng nói dai nói dại, ấn phím 1. Và phím 2 là cô Hằng không nên nói gì về Thầy Minh Tuệ, bấm phím 2 nhé. Đó, các bạn nghĩ thế nào? Phím 1 là cô Hằng nói sai và nói dại, bấm phím 1. Và cô Hằng không nên nói về Thầy Minh Tuệ, bấm phím 2. Đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái video của tôi. Các bạn thấy hay cho tôi xin một tim, một follow và một comment và một chia sẻ để cho nhiều người biết hơn và để cho cô Minh Hằng cô ấy xem, à cô Phương Hằng cô xem được cái video này của tôi. Ok, cảm ơn các bạn.